Vào khoảng 10 giờ sáng nay ngày 18 tháng 9, cơn bão số 5 đã đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Sau đó, suy yếu thành áp thấp nhiệt tới. Và chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát đi công điện khẩn về việc khắc phục hậu quả sau bão. Bão số 5 đã gây thiệt hại về tài sản của các đơn vị và người dân, làm gãy đổ cây xanh trên nhiều tuyến đường. Ủy ban nhân dân các cấp cần tổ chức thăm hỏi những gia đình bị ảnh hưởng do bão. Các đơn vị lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên, các tổ chức doanh nghiệp, cơ quan địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân làm tổng vệ sinh, thu dọn cây gãy đổ, giải phóng các tuyến đường, phấn đấu hoàn thành vào ngày 20 tháng 9. Các đơn vị giáo dục cần kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất, môi trường, bảo đảm điều kiện dạy và học. Sở Giao thông Vận tải sẵn sàng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông được thông suốt.